Rồi chúng ta bắt đầu cái phiên học tiếp theo nha các em. Bây giờ là có bạn Tuấn Anh là Lam Anh là Hiểu Thiện học Hải thì dán bằng nghi ha, dán bằng nghi. Thì cái phiên học tiếp theo thì thầy sẽ sửa một số cái bài tập liên quan đến cái xét sự hội tụ của chuỗi số dương. Thì các em có thấy cái màn hình của thầy chưa? Thấy chưa? Dạ chưa thầy ơi, Thì dạ chúng chưa ta thầy học ơi, thầy xem đang lại. gọi Em đang thấy gọi rồi thấy phải không? dạ Cảm ơn. dạ Thì cái bài tập 6.1 của mình đó là cái này. Bài tập 6.1. Cái này là thầy rẽ thành là câu 6.1. Thế là khảo sát sự hội tụ của cái chuỗi này. Thì thứ nhất đó là mình nói là đây là cái chuỗi số dương. Đây là cái chuỗi số dương nè, tức là mỗi cái số hạng của nó là đều lớn không hết. Ha. Và mình dùng cái tiêu chuẩn so sánh đó thì cái UN này nó đều nhỏ hơn VN, đều nhỏ hơn VN. À. Thì cái UN của mình nó chính là cái này mình gọi là UN này. À, còn cái VN đó là mình sẽ lấy 2 phần 5 của N. Thấy không? Đấy. Thì rõ ràng là cái UN này nó nhỏ hơn VN. Tại sao nhỏ hơn? Thì em thấy chỗ này nó sẽ là 2 mũ N rồi chia cho 5 mũ N rồi nó cộng thêm N nữa. Mà 5 mũ N á, mà cộng thêm đó là N á, thì hiển nhiên là nó sẽ lớn hơn 5 mũ N rồi đúng không? Cho nên là cái thằng này nó sẽ nhỏ hơn 2 mũ N chia 5 mũ N. Thì có nghĩa là hai cái phân số mà cái tử, cái mẫu của nó lớn hơn thì cái phân số nó nhỏ hơn. À, cũng hai phân số mà cùng cái tử nè, cùng cái tử số mà phân số nào cái mẫu lớn hơn thì phân số nó nhỏ hơn, đúng chưa? Đấy, tức là mình sẽ có cái đánh giá này. Đó, như vậy thì cái đánh giá này cũng chính là cái đánh giá này. Đấy. Như vậy thì từ cái với mọi n từ 1 trở đi. Này mình ghi lại n sau đi. N sau. Tức là với mọi n từ 1 trở đi thì mình sẽ có là cái UN lúc nào nó cũng bé hơn bằng VN. Mà cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. Cái chuỗi mà có số hạng là VN đó là cái chuỗi hội tụ. Tại sao nó là hội tụ? Bởi vì cái quy của nó đó, quy nó bằng 2/5. Và giá trị tuyệt đối của quy á là nó nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1, phải không? Cho nên cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. Thì cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ mình biết chắc chắn rồi. Nhưng mà nó đóng vai trò là chuỗi lớn ở trong cái so sánh này. Trong so sánh này thì nó đóng vai trò là chuỗi lớn. Đúng không? Cho nên á là cái chuỗi lớn hội tụ thì cái chuỗi này là chuỗi bé nó cũng hội tụ luôn. Đấy, thì theo dấu hiệu cái này là theo dấu hiệu so sánh 1 hay là tiêu chuẩn so sánh 1. Đấy, thì đó là cái câu 6.1. Đấy là mình sang cái câu 6.2. 6.2 thì nó ngược lại, nó là 2 cộng cho 5 mũ n rồi chia cho 3 mũ n. Đấy. Cái này là câu 6.2. À, cũng khảo sát sự hội tụ của cái chuỗi này thì mình cũng có cái đánh giá, mình cũng có cái đánh giá là cái chuỗi này đó là chuỗi số dương mà mỗi số hạng của nó là lại nhỏ hơn cái số 5/3 mũ n này. Cái này tức là cái này là u UN, còn cái này là VN. Nhiên nó không, hình ảnh nó mất tiêu. Cái này là UN và nhỏ hơn VN, phải không? Nhỏ hơn VN. Các em ghi là với mọi n sao. Với mọi n sao. Đấy, thì cái lúc này cái giải UN đó là cái chuỗi phân kỳ.
UN là chuỗi phân kỳ, cái tức là cái chuỗi mà nó có số hạng tổng quát là 5 phần 3 mũ N, 5 phần 3 mũ N. Chuỗi này đó là nó phân kỳ. Phân kỳ là lý do là sao? Lý do là lý do là mình sẽ có là cái quy trong cái chuỗi này thì cái trị đối của quy của nó là nó bằng 5 phần 3, mà 5 phần 3 là lớn 1, cho nên cái chuỗi này là cái chuỗi phân kỳ. Chuỗi này là cái chuỗi phân kỳ ha. Và chuỗi phân kỳ cho nên là cái chuỗi mà đề nó cho cũng là phân kỳ đấy, thì vô thì không đọc. Còn một cách làm khác nữa là mình có thể làm như thế này nha, làm thế này, mình dùng cái điều kiện cần á, dùng điều kiện cần, tức là cái này chỉ dùng trong cái trường hợp cái chuỗi mình biết là nó phân kỳ thôi. Thì cách hai nè, cách hai ta có, ta có tôi bắt bạc ghi chưa, ghi hình chưa? Nó mắc cái chữ này chưa? Rồi bây giờ thầy giải là cái này nha. Thì ở đây là ta có nè, cái lim lim của UN đó, UN bằng lim của 2 cộng cho 5 mũ N chia 3 N. Rồi cái lim này đó là mình sẽ chia tử và mẫu cho 5 mũ N đi. Thì nó sẽ bằng lim của 5 phần 3 mình chia cho 5 mũ n, thì cái này nó ra là 2 phần 5 mũ n rồi cộng cho 1 rồi chia cho 3 phần 5 tất cả mũ n. Và khi n tiến vô cùng á thì cái thằng này bằng 0, thằng này bằng 1, cái này là tiến về về 0 luôn, thì cái giới hạn này bằng dương vô cùng. Dương vô cùng thì nó khác không đấy. Vậy thì suy ra là cái chuỗi này là cái chuỗi chuỗi đã cho phân kỳ đấy. Chuỗi đã cho phân kỳ là lý do là cái số hạng tổng quát của nó không hội tụ về không đó, thì chuỗi nó không hội tụ về không cho nên là cái chuỗi này nó phân kỳ. Nếu mà cái số hạng tổng quát của nó không hội tụ về không thì chắc chắn là cái chuỗi nó phân kỳ. Còn ngược lại nếu mà chuỗi hội tụ thì cái số hạng tổng quát nó phải có cái giới hạn bằng không. Nó là có một cách làm khác. Tới câu tiếp theo đó là câu 6.3. Câu 6.3 là câu mà cái số hạng tổng quát của nó là sin của 1 phần n vuông như thế này. Câu này mình gọi là 6.3. Thì em thấy là cái chuỗi này là số hạng tổng quát đó là sin của 1 phần n vuông. Thì ở đây là mình có đánh giá là sin của 1 phần n bình phương á lúc nào nó cũng nhỏ hơn bằng 1 phần n bình phương với mọi n sao, với mọi n thuộc n sao á, em đánh dấu vô chỗ sao chỗ này đó. Thì n sao là cái số cái số mà tự nhiên mà cái giá trị của nó là từ từ 1 trở lên đó. N1 bằng 1 bằng 2 bằng 3 thì n sao. Còn n đó là nó bắt đầu từ 0. Không? Tập số tự nhiên n đó là bắt đầu từ 0. Còn tập số tự nhiên n sao đó là nó bắt đầu từ 1. Không? Thì cái này nó bắt đầu từ 1 thôi, cho nên mình ghi thế này. Nhưng mà ở đây là cái chuỗi này đó là cái chuỗi hội tụ, không? Mình có cái đánh giá này nè. Thấy không? Đó. Nhưng mà ở đây mình sẽ có cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. Là lý do là nó gơ vào cái chuỗi là 1 phần n mũ s đúng không? Cái chuỗi 1 phần n mũ s. Đó, mà ở đây là s nó là gì? Mà chỗ này s của nó là lớn hơn 1. S nó bằng 2 lớn hơn 1. Cho nên cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ nè, thấy không? Chuỗi này là chuỗi hội tụ. Đó. Cho nên là theo dấu hiệu so sánh 1 cái chuỗi này nó đóng vai trò chuỗi lớn hội tụ thì chuỗi bé nó cũng hội tụ. Còn một cái cách khác nữa là mình sẽ làm theo cái dấu hiệu so sánh 2.
làm theo dấu hiệu so sánh hai là gì? Thì mình có lim của sin một phần n bình phương chia cho một phần n bình phương và n tiến tới vô cùng đó là cái lim này bằng một. Lý do là khi n tiến vô cùng thì thằng này tiến về không, thằng này tiến về không, đúng không? Mà lim của cái sin x chia x khi x tiến về không là nó bằng một, cho nên cái lim này bằng một luôn. Đấy. Mà một vậy thì suy ra cái chuỗi này, chuỗi mà cái số hạng là một phần sin mũ n bình phương và cái chuỗi là một phần n bình phương này đó là cùng hội tụ phân kỳ, nó cùng hội tụ phân kỳ mà cái chuỗi phía sau này phân kỳ rồi, mà cái thằng này là phân kỳ rồi nè, là phân kỳ rồi. À, hội tụ chứ, xin lỗi, hội tụ, hội tụ nên suy ra cái chuỗi đã cho hội tụ, suy ra chuỗi này hội tụ tức là cái chuỗi này nè là hội tụ ha. Như vậy thì cái này là một, cũng là một cách làm gọi là cái cách hai, mình dùng cái dấu hiệu so sánh hai. Tắt bớt chương trình nữa, cái máy nó nóng quá. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái câu tiếp theo, câu 6.4, 6.4 ha, 6.4. Trên cái bài giải của tôi để câu 92, nhưng mà đây là bài tập 6.4 ha. Thì ở đây nó kêu khảo sát sự hội tụ của cái chuỗi này, số hạng tổng quát của nó là gì? Số hạng tổng quát của nó là UN bằng log Neper N và chia cho căn N. Đấy. Thì ở đây là nó dùng ở đây nó sẽ dùng cái gì? Nó dùng cái dấu hiệu so sánh hai, so sánh một chứ, so sánh một. Cái này là UN nè, UN. Cái này là VN, này mình đặt là VN, VN. Đấy. Thì mình sẽ có UN nhỏ VN với cái này, với mọi n lớn hơn bằng 3 nha, lớn hơn bằng 3 mới đúng. Từ 3 trở lên này mới đúng, còn 2 thì chưa đúng. Tại là log Neper của 3 là nó lớn hơn 1, còn log Neper của 2 thì nó nhỏ hơn 1. Thì cái này em sửa là lớn hơn bằng 3. Đấy. Thì lúc này cái chuỗi thì khi mà mình có cái UN nhỏ hơn VN nè, mà cái chuỗi VN này đó, chuỗi VN này đó là cái chuỗi phân kỳ. Phân kỳ là lý do là sao? Lý do là một phần ns nè, n mũ s, một phần n mũ s, và s này đó, s này nó bằng 1/2, 1/2 là nhỏ 1, cho nên cái chuỗi này là cái chuỗi phân kỳ. Thì thầy nhắc lại nè, thầy nhắc lại là cái chuỗi mà nó có số hạng tổng quát là nó cái dạng là một phần n mũ s, n chạy từ 1 đến vô cùng, thì cái chuỗi này nó phân kỳ khi khi là s là bé bằng 1 và nó hội tụ khi s lớn 1. Lưu ý ha, cái này cái kết quả hôm nãy thầy có nói rồi, bây giờ thầy nhắc lại đó. Thì cái này mình dùng cái dấu hiệu so sánh 1 thôi, dùng dấu hiệu so sánh 1. Thì cái này mình cũng có thể sử dụng cái điều kiện cần của chuỗi hội tụ cũng giải được ha. Cụ thể là mình sẽ có cách giải như sau đối với cái bài này. À, cách như sau. Câu 6.4 ha. Giải cách 2 sao? Thì ta có cái lim của UN nó bằng lim của log Neper N và chia cho căn N. Khi N tiến vô cùng á, thì cái log Neper của N thì nó bằng vô cùng, bằng dương vô cùng, còn cái căn N thì cái này nó chưa được ha. Căn N thôi, mình dùng cái này không được, cái này chưa được thì thôi dùng cái cách một này thôi.
cái phòng. Mình có thể dùng cái dấu hiệu so sánh hai cũng được, nhưng mà thôi cái này mình dùng cái cách này thôi. Làm nhiều cách đó nó cong gói ha. Rồi. Đó là bài 6.4. Chúng ta sang cái bài 6.5. 6.5 là cái giải này, cái chuỗi này. Là cái chuỗi này. Cái này chính là câu 6.5. Thì nó cũng khảo sát cái sự hội tụ của cái chuỗi này. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi này. Thì ở đây mình sẽ dùng cái dấu hiệu so sánh hai, mình so sánh với cái chuỗi mà cái số hạng tổng quát của nó đó. Cái này là UN nè, còn cái này là VN nè. Vậy thì số hạng VN á nó chính là 1 phần 2 mũ N, thấy không? Đấy, thì bây giờ mình dùng mình tính giới hạn ra. Thì chia bằng nhân nghịch đảo là về cái giới hạn này á, thì nó bằng 1. Thấy không? Và cái giới hạn này bằng 1 cho nên là cái chuỗi này và cái chuỗi mà đề nó cho trên đây, hai cái chuỗi này nó cùng hội tụ và phân kỳ đi. Thấy không? Theo cái dấu hiệu so sánh hai đó thì hai cái chuỗi này cùng hội tụ phân kỳ. Nhưng mà cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. Phải không? Cho nên cái chuỗi đề nó cho đó là cũng hội tụ. Đó là bài 6.5. Cái bài 6.6 thì khảo sát sự hội tụ của cái chuỗi này. Cái chuỗi này á, thì em thấy là UN á, UN nó bằng là N và chia cho 2 mũ 2 N bình phương trừ 1. Nếu mà chia tử và mẫu cho N á, thì nó ra 1 chia cho gì? 2N trừ 1 phần N. Đấy. Thì cái chuỗi này cái số hạng của nó như thế này. Và cái bậc cao nhất của nó là bậc N bậc 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 1 ở dưới mẫu. Cho nên ở đây nếu mà mình dùng dấu hiệu so sánh hai á, thì mình sẽ so sánh với cái chuỗi mà số hạng tổng quát nó là 1 phần N thế này. Ha. Thì cái này nó chính là VN. VN. Vậy thì mình lấy UN này mà chia cho VN này và tính cái giới hạn ra. Thì giới hạn này nó ra lại bằng 1 phần 2. Không, 1 phần 2 là nó rơi vào cái khoảng là K bằng 1 phần 2, không nhỏ hơn 1 phần 2 và nhỏ hơn cộng vô cùng đúng không? Cho nên là hai cái chuỗi này nè, cái chuỗi này và cái chuỗi mà đề cho này nó cùng hội tụ và phân kỳ. Cùng hội tụ và phân kỳ, thấy không? Cho nên là mà cái chuỗi này là chuỗi phân kỳ. Chuỗi phân kỳ lúc nãy mình nói đây là cái chuỗi điều hòa đó, chuỗi điều hòa là chuỗi phân kỳ, thấy không? Cho nên cái chuỗi đã cho này cũng là phân kỳ. Thì đây là cái dấu mình dùng dấu hiệu so sánh hai. Tiếp theo là cái câu 6 6.7, 6.7 ha. 6.7 này là 6.7 nè. Thì nó kêu khảo sát cái sự hội tụ của chuỗi này. Thì cái chỗ này em nhân vô thì em thấy là cái UN đó, UN nó sẽ bằng cái gì? 4 chia cho N cộng 1 rồi là 2N trừ trừ 1 và mình nhân phân phối vô thì trên đây nó sẽ là số 4, còn dưới đây nó sẽ là số gì? Số đây nó là 2N bình phương, 2N nhân N là N bình phương, còn N này mà nhân cho số 1 là trừ 1, N nhân cho 2 là 2 ha. 2N, 2N trừ N thì còn N, N và một là trừ một. Đấy, thì giờ mình thấy cái bậc của cái mẫu ở dưới đây là bậc cao nhất là 2. Như vậy thì mình sẽ so sánh với cái giải này, cái chuỗi này. 1 phần n mũ 2 đây, n chạy từ 1 đến vô cùng. Không? Rồi mình sẽ so sánh với cái chuỗi này. Mình sẽ so sánh với cái chuỗi này. Như vậy thì ở đây là em sẽ lấy cái UN ở đây, UN là cái này, thằng này. Này UN và chia cho VN, thấy không? Và mình tính cái giới hạn này ra, giới hạn này ra. Thì cái giới hạn này á là nó bằng 2. 2 thì nó cũng rơi vào cái khung là 2 lớn hơn 0 và nhỏ hơn cộng vô cùng đúng không? Lớn hơn 0 và nhỏ hơn cộng vô cùng. Nhỏ hơn cộng vô cùng. Cho nên là hai cái chuỗi này nè, cái chuỗi mà nó có số hạng là dạng là 1 phần n bình phương á, và cái chuỗi đã cho này nó cùng hội tụ phân kỳ. Nhưng mà mình biết cái chuỗi này là s bằng 2,
S bằng 2 là nó hội tụ. Đúng không? Cho nên là theo dấu hiệu so sánh hai thằng này cũng hội tụ luôn. Các em theo kịp không ạ? Theo kịp không? Có nghe nghe bài giảng không? Có nghe tiếng hay không? Hello. Dạ có nghe thầy ơi. Rồi, Dạ có ok. nghe thầy ơi. Đấy thì ở đây là thầy đã giải tới cái bài 6.7 rồi ha. Là bài 6.8 thì gợi ý là mình cũng dùng cái này là bài 6.8 này. 6.8. 6.8 là mình cũng dùng cái dấu hiệu so sánh hai. Dùng dấu hiệu so sánh hai thì mình so sánh với cái chuỗi mà tức là so sánh hai với cái chuỗi mà nó có số hạng là một phần là và kết quả là cái thằng này là phân kỳ. Cái này là phân kỳ. Đấy, thì cái lời giải của thầy dưới đây. Thì các em có thể nữa thì mình khi mà mình xem cái video tua lại đó mình có thể xem lại từng cái ha. Rồi. Còn cái bài 6.9. 6.9. Thầy gợi ý cho em khoảng 10 bài nha, 6.9. 6.9 thì ở đây mình dùng cái tiêu chuẩn D'Alembert. Tức là ở đây là mình có là cái UN nè. Đây là UN. Thì mình tìm cái UN cộng 1 nó là cái gì? UN cộng 1 nó bằng cái gì? Thì cái chỗ nào nó có cái số N đó thì mình sẽ thay bằng N cộng 1. Chẳng hạn như đây là 2N trừ 1. Nếu mình thay N bằng N cộng 1 thì nó sẽ là hai lần của N cộng 1 mà trừ cho 1. Tức là nó sẽ là hai lần N cộng 1. Đúng chưa? Nào, ghi là hai lần của n cộng 1 mà trừ cho 1 thì lúc này nó sẽ bằng 2n cộng 2 trừ 1 đúng không? Bằng 2n cộng 1. Được chưa? 2n cộng 1 rồi. Đó. Rồi còn cái chỗ này là hai mũ 2n cộng cộng hai lần của 2n cộng 1 mà trừ cho 1 tức là 2n cộng 1. Vậy thì UN cộng 1 nó chính là cái thằng này. Được chưa? UN cộng 1 nó chính là này. Còn cái này là UN ha. Và nếu mà mình dùng dấu hiệu D'Alembert đó. Dấu hiệu D'Alembert thì mình lấy UN cộng 1 và chia cho UN. Thì lấy cái thằng này, này chia lại cho thằng này. Thì lúc này đó là mình sẽ được là cái em lưu ý là cái số 2 chia bằng nhân nghịch đảo lên. Chia bằng nhân nghịch đảo lên thì chỗ này nó là 2n cộng 1 mà chia cho 2 xin lỗi 2n trừ 1 mà chia cho 2n cộng 1. Còn cái 2 mũ 2n trừ 1 mà chia cho 2 mũ 2n 2 mũ 2n trừ 1 nè chia cho 2 mũ 2n cộng 1. Thì cái số mũ nó trừ nhau thấy không? Chia hai lũy thừa cùng cơ số thì cái số mũ nó trừ nhau. Tức là 2n này trừ 2n mắc nè, trừ 1 và trừ 1 nó trừ 2, 2 mũ trừ 2 tức là 1 phần 4. Đúng không? Đây 1 phần 4 thì em thấy ở đây 1 phần 4 nó đem ra ngoài rồi nè. Thì còn ở đây thì nó còn lại là 2n trừ 1 chia 2n cộng 1 thôi. Thấy không? Đấy. Thì cái lim này bằng cái gì? Lim của 2n trừ 1 chia cho 2n cộng 1. Khi n tiến vô cùng thì nó là mình sẽ chia tử và mẫu cho n. Không? Chia tử và mẫu cho n. Chia tử và mẫu cho n thì khi n tiến vô cùng thì 1 chia vô cùng là bằng 0, chỗ này bằng 0 hết, vậy cái giới hạn là 1. Không? Thì giới hạn này bằng 1 mà 1 nhân cho 1/4 thì nó ra 1/4. Và 1/4 thì nó lại nhỏ 1, không? Cái d này nó nhỏ 1 nè. Dấu hiệu D'Alembert đó. Cái d này nhỏ 1 cho nên là cái chuỗi này hội tụ. Đó là dấu hiệu D'Alembert. À, đấy là bài 6.9. À, còn cái bài 6.10 á. 6.10. Cũng là khảo sát sự hội tụ. Ở đây là cũng dùng cái dấu hiệu D'Alembert luôn. Thì em có thể tham khảo thêm kết luận chuỗi hội tụ. À, còn bài 6.11. Bài 6.11.
thì cái thằng này nó cũng là mình dùng cái dấu hiệu D'Alembert luôn và chứng minh là cái giới hạn của nó là giới hạn D này nó nhỏ hơn 1, 2 chia E là nhỏ hơn 1, thấy không? Cho nên là chuỗi này là chuỗi hồi tụ. Còn cái câu này là câu câu số mấy? Câu 6.12, 6.12. Thì 6.12. Câu 100 là chính là câu 6.12 ha. 6.12. À, khảo sát sự hội tụ của chuỗi. Thì ở đây nó cũng dùng dấu hiệu D'Alembert luôn, thấy không? Thì em tham khảo thôi. Rồi cái này là 6.13. À, 6.13. Thì ở đây nó dùng cái dấu hiệu D'Alembert luôn. Cái này có thể dùng dấu hiệu Cauchy được ha. Rồi 6.14 là ở đây là mình 6.14 là mình dùng cái dấu hiệu Cauchy. Dùng dấu hiệu Cauchy. Tức là em lấy căn bậc n của UN ra thì nó sẽ mắc cái số mũ n này. Thì nó còn cái giới hạn này. Mà giới hạn này thì nó bằng 4 phần 5 nhỏ hơn 1. Cho nên là theo dấu hiệu Cauchy thì cái chuỗi này là chuỗi hội tụ. Rồi tới cái bài 6.15. 6.15 thì kêu khảo sát sự hội tụ của chuỗi này thì ở đây mình cũng dùng cái dấu hiệu Cauchy và ra cái giới hạn này bằng không, kết luận là chuỗi hội tụ. 6.16 thì sự hội tụ của cái chuỗi này thì cũng dùng dấu hiệu Cauchy và kết luận cái chuỗi này là hội tụ. Rồi, tiếp theo là cái 6.17. 6.17 thì khảo sát cái chuỗi này, sự hội tụ của chuỗi này mình cũng dùng dấu hiệu Cauchy. Dấu hiệu Cauchy thì ở đây đó, trong bài 6.17 này á, cái này nó còn cái điểm. Thì cái 6.17 này á, thì cái UN là nó bằng cái biểu thức này. N cộng 1 chia cho N cộng 2 rồi tất cả mũ N nhân cho N cộng 1, thấy không? Và mình lấy căn bậc N đó ra, căn bậc N của nó ra. Căn bậc N ra thì cái số mũ N này nó đơn giản với cái bậc của cái căn này ra. Thì lúc này nó còn cái giới hạn này thôi. Thấy không? Thì cái giới hạn này đó thì mình có nhiều cách tính. Ở đây nó tính hơi lòng vòng chút. Đây là chỉ cho em một cái cách tính khác. Thì cái giới hạn này của mình là tôi bỏ cái khúc này đi, bỏ khúc này. Thì lúc này cái giới hạn này nó bằng cái gì? Tôi nghịch đảo nó lại, tức là cái lim này tôi vẫn ghi cái tỉ lim nhưng mà tôi nghịch đảo nó lại thì lúc này nó sẽ bằng một chia cho chia cho cái phân số này là n cộng 2, tức là nhân bằng chia nghịch đảo đó. Đây, cái này là mũ n cộng 1. Thì lúc này đó, lúc này là cái giới hạn này nó bằng cái gì? Thì cái tử của nó đó dẫn như thế là một, còn cái mẫu của nó là mình lấy n cộng 2 này nè, n cộng 2 này nè mình tách thành là n cộng 1. Cộng 1 phần n cộng 1. Phần n cộng 1 và mũ lên n cộng 1 là. Thấy không? Đấy. Thì cái thằng này nó sẽ gơ vào cái cấu trúc là cái này nó sẽ bằng một chia e, một chia e thì cái này nó nhỏ một, thấy không? Thì mình sẽ tính theo cách này thì nó cũng bằng một chia e, tức là nó nhỏ một, tức là cái c này nó nhỏ một, cho nên là cái chuỗi này là cái chuỗi hội tụ. Cái này là
thì cái giới hạn này là lý do là sao nha, thì mình có cái giới hạn là 1 cộng 1 phần n đó, mà mũ n lên thì cái lim này á là nó bằng e, nhớ chưa? Cái giới hạn là lim này bằng e, rồi mình sử dụng cái lim này, hiểu chưa? Cho nên là lim của 1 cộng cho 1 phần n cộng 1 và mũ n cộng 1 lên thì nó cũng bằng e, và cái này nó sẽ bằng 1 chia e. Và như vậy thì cái chuỗi này nó hội tụ theo dấu hiệu Cauchy. Thì câu 6 6.18 thì mình cũng làm tương tự ha. Đây là 6.17, 6.18, 6.19. Chấm 19 là dùng dấu hiệu Cauchy luôn. 6.20 này cũng dùng, cái này là 6.20 nè. Dùng dấu hiệu Cauchy luôn. Dùng dấu hiệu Cauchy luôn. Thì ở đây á, thì cái phần này mình làm tới 6.20 thôi. Đấy, thì giới hạn lại thôi. Giới hạn lại 21, 22 này thì khỏi làm, tại vì cái mình đang học chuỗi số dương rồi, cái này là chuỗi đang dấu, phải không? À, cho nên là mình giải tới 6.20. Thì cái phiên học thứ ba của buổi sáng hôm nay thì đến đây tạm dừng ha. Thì buổi chiều thì từ đây tới chiều thì sẽ cố gắng thì lót mấy cái bài giảng.